Em ra đào xa thăm chú bộ đội, ở nơi đào xa có ngọn hải đăng. Ngoài khơi xa con thuyền vượt sông, mình những yêu thương soi sáng đêm dài. Dễ thương, 5 tuổi. Anh Linh ơi, anh Linh nhận xét như thế nào về cô bé này ạ? Biết hát, biết diễn. Bây giờ con chỉ lựa mấy bài nào cho nó hợp với tuổi của con, với lại hát cho chắc chắn lên nữa là tốt. Tại con biết hát, biết diễn luôn này đó. Rồi chú đó, chú mời. Chú Linh lựa chọn rồi, mấy cô chú còn lại lựa chọn luôn à? Chọn luôn nè. Trời ơi, trời ơi, mở hàng đắt dễ sợ. Thích không con? Dạ sếp. Giờ hôn chú miếng đi. Nhờ mấy cô chú đó mà chú được hùng cái đó. Cảm ơn con nha, chúc mừng con. Con tên là Nguyễn Vy, năm nay con 10 tuổi. Sau đây con xin được trình bày ca khúc Ô Quê Tôi. Ở sông Tình cánh cỏ lạ lơi, trong hội ngoại đình, ánh mắt em đưa hồ hê hà, hồ hê hà. Và các cô chú quyết định như thế nào đây ạ? Chú Thanh Bạch, chú Thanh Bạch đồng ý. Cô Đăng Trang đồng ý, cô Thanh Hằng đồng ý và chú Hoài Linh đồng ý. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô và các ban giám khảo. Cánh xinh dáng thanh, tạo thân dựng cao vũ tận mây trời. Ngày xưa quân tử sống thấy con không có hề nhịp chân, cũng chẳng nhịp tay, giỏ cốc 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 vô một cái là đúng luôn, quá thuần thục luôn. Chú chúc mừng con. Dạ cảm ơn chú. Sao cô? Dạ chắc chắn rồi, tại vì cô nghe con hát ngọt lắm. Cuối cùng cô Hằng quyết định là vậy nè. Chú thì lúc nào chú cũng ủng hộ đơn ca tài tử nói riêng và cải lương nói chung, và đối với cái độ tuổi 13 của con, với một cái bề dày mà truyền thống của gia đình như thế này thì chú muốn chọn con vào á là để cho con tiếp tục con bảo tồn và duy trì cái mà gia đình mình đã các có. Cô chú đây yêu thương con hết. Chạy xuống ôm ba đi. Rồi xuống cảm ơn ba nha. Ôm ba đợt mùi quá làm con hát hay. Hay quá. Bước ra như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ cất giọng lên hát thiệt hay cho giám khảo nghe nha. Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ. Không phải chỉ đi học không thôi đâu, mà bé muốn phụ công việc với ba, có thêm cái nguồn thu nhập
Cho nên là hàng đêm bé cùng với ba có đi hát ở những cái quán ăn, những cái nơi mà có đông người đó, để có thêm thu nhập cho gia đình. Tức là con bán với ba cái gì? Dạ con bán kẹo kéo. À, tức là không phải mình hát ở sân khấu mà mình hát ở chỗ những cái quán, rồi người ta nghe mình hát hay, người ta mua kẹo để giúp, đúng không? Con hát như vậy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, hồi từ con 3 tuổi. Vậy là có thâm niên nghề nghiệp là 7 năm rồi đó. Lúc đó 3 tuổi rồi con lúc đó con biết gì đâu mà con hát. Dạ thì cha dạy. Tôi có tật tự trong bụng mẹ thì lớn lên không có gì làm hết. Cái học được cái nghề làm kẹo kéo. Tôi đi luôn đây, con thân và bài hát đầu tiên con đã được về đây cô nhiều và cô quá cùng gia thì qua đi. Giờ giúp con đi xì, đưa con ủng hộ của tất cả con chữ cùng gia thì. Con đi bán với cha lâu rồi. Con thấy cha cực khổ. Sau về học con xin cha, con đi bán phụ với cha để giúp phụ cha được phần nào. Bé thích hát giống cha lắm. Thì bé nói cha ơi dạy con hát. Thì tôi mới quyết định là dạy cho bé hát. Nhà cha dạy cho con hát nên con biết rất là nhiều bài hay. Mỗi khi con hát các bạn thường vỗ tay cho con rất là nhiều. Nhà con có 5 người, 2 em trai với cha với mẹ với con. Con thích nhất là bữa cơm ăn chung với gia đình. Ngồi chung với gia đình con thấy rất là vui. Hồi đó giờ con chưa đi thi chương trình gì hết. Thì nhà con không có tiền mua đầm đẹp như các bạn khác. Tôi biết rằng chặng đường sắp tới sẽ đầy chông gai và vất vả. Nhưng tôi tin vào cái nghị lực đam mê của tôi và con gái tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, để lo cho gia đình và con cái tôi sau này không còn khổ như cha nó nữa. Rồi ba con có ở đây không? Dạ có. Con có dạ. Muốn hát chung với ba không? Dạ muốn. Muốn vậy hả? Mời ba lên dạ. Luôn được không con? Dạ được. Trước đây thì em cũng được đi theo những cái đoàn hát, những đoàn hội chợ. Sau này thì khi có bé thì thấy bé thích hát rồi dạ. Tại giọng nhau cũng rất là hợp. Theo cái ý kiến riêng của Trang á, thì thử tài siêu nhí á, là mình mở rộng cho tất cả các bạn đến dự thi. Các con nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều thành phần khác nhau. Yeah. Gia đình các con có điều kiện hay là không có điều kiện. Nhưng mà các con có cái lòng đam mê ca hát. Rồi ở nhà được ba, được mẹ, được anh chị em dạy cho mình. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên với một cái hoàn cảnh như là bé Tiên á, với lại ba của mình á, thì đối với riêng cô Đăng Trang và cô Đăng Trang nghĩ là các cô chú ở đây sẽ khuyến khích những cái tiết mục như con được phát trên TV á, để cho các bạn được thấy là con không có nhiều điều kiện như các bạn nè, rồi ba cũng không có phải là lành lặn để mà lo cho con được tốt mà tụi con với ba ở nhà vẫn tập luyện với nhau, vẫn lên trên đây thi thử tài siêu nhí, vẫn hát, vẫn yêu đời. Thì cái đó là cái động viên không phải của mọi người dành cho tôi, cho con với ba, mà chính con với ba động viên cho tất cả mọi người là luôn luôn có những cái hy vọng trong cuộc sống. Cho nên đối với cô thì cô đồng ý cho con bước vào vòng trong. Với chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú Thanh Bạch đồng ý, ủng hộ. Cô Thanh Hằng và chú Hoài Linh cũng vậy. Xin chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn ban giám khảo. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường lạc quanh co sông thu êm đềm, thả diều đã bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông. Tôi bay ngày ấy tiếng tu còi thấy nhớ biển bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua.
trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ vẫn ca giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, như câu chuyện cô mẹ kể năm sống xa quê từ bé, mênh mông lưới tre là con chỉ biết quê hương từ những lời ru mẹ hát. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần từng đàn chim cuối chân trời đang tìm nơi chốn yên bình. Con đã biết quê hương từ ký ức trong trái tim mẹ, con biết nhớ quê hương từ trong ánh mắt của cha. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần đồng lúa bát ngát khi mùa đến, hò vang khắp xóm làng. Phía xa xa lũ trâu ùa về, vì vu sa kêu trong gió chiều. Nghe quanh đây ríu rít cười đùa, một bầy trẻ thơ vui hát. Ước gì cho tuổi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được nằm nghe mùi hương lúa thơm về trong khúc hát an lành. Ước gì cho tuổi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được về nơi mẹ là Trâm Anh cùng nhóm bè Cadillac. Xúc động quá phải không con? Đặc biệt là cái lời mới của cái bài Ước Gì. Cái lời mới này là, thưa quý vị, là do nhạc sĩ Phương Uyên viết lại để phù hợp với độ tuổi của các bé, và dĩ nhiên là có sự đồng ý của nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phương Uyên. Và chúng ta nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê. Đầu bài đến cuối bài chúng thấy con sử dụng cái giọng nasal là giọng mũi nhiều hơn. Và con phải xoay lại huấn luyện viên, phải chỉ cho con phát âm. Tại vì nếu như con 5 tuổi thì chú sẽ không ý kiến cái vấn đề chính tả. Nhưng mà hình hài là một thiếu nữ rồi đối với chú. Cho nên khi mà con vào một cuộc thi mà con có hỗ trợ huấn luyện viên thì cái phát âm nó đánh giá rất cao. Chữ ước gì có lúc thì hát con hát là chữ ước. Có khi thì con hát là ước gì. Nó chữ C nó khác chữ T ha. Rồi chữ từng đàn chim, con hát từng đàn chim.
cái phát âm nó đối với chú quan trọng. Tại một bài hát mà cái lời chỉ cần lệch đi cái nghĩa là mình suy nghĩ khác, mà nó khiến cái bài khác mình băn khoăn liền. Hầu hết ở lớp nhạc nhẹ của em á, thì tất cả các bé đều mắc ở cái lỗi phát âm. Và đặc biệt là phần của Trâm Anh thì em cũng biết là cái cách hát của bé rất là chuyên nghiệp, nhưng mà về cách phát âm thì nó có đôi chỗ giống như anh Quang Lê có nhận xét. Nếu Trâm Anh có cơ hội được đi tiếp thì em sẽ cố gắng sửa thói quen này, làm cho tròn trịa cái cách phát âm hơn nữa. Em xử lý bài tốt, nhưng mà chỉ cần em khắc phục cái chính tả, tại vì nó là một cái hành trình không phải là hiện tại, mà nó là một hành trình cần có cho âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Con đã hòa nhập được cái không gian của bài hát vào tâm trạng, cảm xúc của mình để truyền tải tới khán giả. Nhưng tất nhiên đây không phải là một cuộc trình diễn, mà đây là một cuộc thi. Trước mặt ngoài khán giả rất là đông ủng hộ con thì lại là 4 vị giám khảo nữa. Điều này nó cũng chút xíu áp lực tâm lý, mặc dầu con đã đến vòng này. Cho nên cái phần cảm xúc của con có lúc nó liên tục, có chút bị ngắt quãng. Nhưng cái điều đó cuối cùng thì con cũng lấy lại được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và hai vị giám khảo đã cho con những bài học kinh nghiệm rất là quý giá. Hãy ghi nhớ nha. Ngoài trời màn đêm không trăng mịt mù, mọi người thì đang nơi nào dạ vũ trắng có trông giống em. Mùa nắng lọ lem tóc rối vụ dù, chặng đường đầm hoa lung linh rực rỡ như biết bao cô gái kia. Đừng muốn bảo em ơi đã có ai hoàng đi đến cho em một ước mơ. Cười thật tươi lên nhé để khung hình luôn chiếc chan nụ cười, cười thật vừa tươi nhắn mỗi chụp hình nữa, cho chú chụp hình nữa, mình selfie tấm nữa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả các bạn của vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn con trai nha, con trai trong vai hoàng tử. Rồi cô bé Lò Lem cuối cùng cũng đã hóa thân thành nàng công chúa. Trời ơi, hôm nay con mặc cái bộ đồ màu xanh này con biết giống ai không? Giống cô nào? Không, cái màu này của chú đậm đà hơn con. Con thấy giống màu của cô nào, chú nào ở đây? Dạ cô Thanh Hằng. Hả? Chú là thấy cái cô ngồi kế cô Thanh Hằng là mới giống con hơn đó. Cô đang trang. Đó, rồi trên đầu cô đang trang cũng đội cái băng đô giống như là con đang đội cái vương miện dễ thương nè. Cho nên thôi bây giờ cô bé Lò Lem, nghe mẹ cô bé Lò Lem góp ý nha.
ái cho em quá à chú ơi. À, làm mẹ không chịu hả? Vậy thôi mời dì ghẻ của cô bé là em nói. Ác chú mẹ. Nãy có bốn bà, giờ thêm bà này nữa, năm bà. Hai bà, bốn bà dì ghẻ. Rồi, à, cái bài của con thì con tập bao lâu rồi, nói cô nghe. 2 tuần. Con thấy thời gian đó là có đủ cho con tập chưa? Con đã nhuần nhuyễn chưa đó? Nó nhuần nhuyễn chưa, đúng rồi đó. Dạ rồi, nhưng mà con còn thiếu hơi kìa một khúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện mà con thiếu hơi á, cô mừng là con nhận ra cái đó. Tại cái đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà mình hát. Rồi thêm cái nữa, mình có động tác nữa mà mình không có đủ cái hơi á, thì mình sẽ bị chạy nhịp, rồi mình sẽ ngân, rồi mình nhả chữ, rồi nó cũng không có đẹp nữa. Đó cần mình tập kỹ lại. Cái thứ hai nữa là cái nốt của mình á, con hát á, có những cái nốt của con nó chưa có chuẩn xác. Nhất là cái bài này á, nó đơn giản thôi như bị là rất là nhiều cái câu nó chạy nốt. Tuy nhiên cái bài con rất là đáng yêu, nhất là cái chỗ mà con chụp hình selfie á, con có hai cái lúa đồng tiền ở đây nè, cho nên là đáng yêu lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đan Trang. Dạ, mời ý kiến thêm của người hay đóng vai dì ghẻ nữa. Dạ. Mời cô Thanh Hằng. À, nhưng mà trong này thì có cô Đoan Trang đóng vai dì ghẻ rồi, thì thôi bây giờ cô đóng vai mẹ ruột đi. Dạ, mẹ hiền phải không ạ? Mẹ hiền, người mẹ hiền. Cô rất là thương, thương với cái tâm hồn mà hồn nhiên của tụi con. À, mặc dù tụi con có sơ sẩy chút xíu cái điểm đó để phải sửa lại, chỉnh lại không sao. Đối với cô nghĩ tụi con rất là sáng, rất là giỏi mà rất là lanh nữa. Cho nên cái điều đó sửa lại được. Được ha cô Đoan Trang ha. Hy vọng, đó, hy vọng. Sẽ thương được. Tụi con á, thì các cô chú ở đây thương ghê lắm. Nhưng mà cô vẫn như là hồi nãy cô nói, cô muốn người ta coi tivi á, người ta sẽ thấy là ô, Quỳnh Như ngày hôm nay, trời ơi, khác thi cái cuộc thi kia ha, thấy tiến bộ hơn nhiều ha. Hoặc là người ta nói là wow, thử tài siêu nhí, công nhận toàn là mấy đứa nhỏ rất là giỏi. Chứ không phải là mình cứ dễ dãi rồi cứ qua. Thì cái đó nó không phải cái tiêu chí của các cô chú. Yeah. Cảm ơn cô Đoan Trang. Đó là tâm huyết mà các cô chú muốn dành cho các con, để các con ngày một tốt hơn. She's got a smile that seems to me remind me of childhood memories where everything was fresh as bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Kiều Anh, con đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời giám khảo Quang Lê nè. Cái giọng của con rất là trưởng thành. Cái lỗ tai của con nhận định rất là tốt. Tại vì tiếng Anh, nếu mà mình là người Việt Nam mà mình phát âm không khéo, mình sẽ dễ bị mắc những cái lỗi. Tại vì tiếng Việt Nam mình rất là nặng, nhưng mà khi phát âm qua tiếng Anh thì họ xài chữ S và gió nhiều lắm. Thì hồi nãy giờ chú nghe, chú hoàn toàn hiểu hết những cái gì con hát. Có nghĩa là chú khen cái lối phát âm của con rất trọn vẹn. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và mời giám khảo Thanh Bạch nhận xét cho tiết mục này của con. Chất giọng con đẹp và thể hiện bài hát này, nếu con đi hát trong một bar, trong một club nào có người nước ngoài, chuyện bình thường và thấy rất là đáng yêu và dễ thương nữa. Con không có bị một áp lực nào của một cuộc thi. Và con đã thật sự là hòa nhập với bài hát của mình để truyền đạt cảm xúc và tung tăng như là cá gặp nước. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch và chúc mừng con. Kiều Anh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình nha. Thank you.
Bài năm ai? Đó, nghề của nàng á. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con á, ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú, là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất, rất thương cha, mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nó, nhưng mà bây giờ mới kể. Hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử. Thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn. Một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cả lương. Nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay. Cháu ca như vậy cũng rất là mừng. Học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng. Thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ nó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con á, khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Bà mời đây, bảo đây, bảo đây. Bảo đây. Bảo đây cô ơi, bảo không, bảo không cô, bảo mới cô ơi. Cô mua một con tờ báo đi con. Cô ơi mua một con tờ báo đây. Bảo đây, bảo đây, bảo đây. Ai mua báo đây? Tin nóng hổi, tin giật gân, tin mới nhận đây. Ai mua báo đây?
Báo không coi đi coi sập tập vở làm gì cho nó đuôi con mắt đây. Báo đây. Báo đây. Chưa có thấy ai mà ngồi mà kiên trì như cái cô này đây. Đến nóng hỏi tin giật gần đây, có 100 người bị gạt đây. Báo đây. Báo. Bán cho cô tờ báo, cái tờ báo mà nói 100 người bị gạt á con. Nè con. Gì vậy? Làm gì vậy? Chóng mặt quá. Sao chóng mặt? Nãy mời cô không mua, đi vòng vòng 5 vòng chóng mặt quá. Bán tôi cô tờ báo này. Cô cho con 3.000 đi. 3.000 phải không? Dạo này bán báo ế quá cô ơi, người ta coi báo mạng không à. 3.000. Cảm ơn cô. Rau gãi lưỡi mới bán được. Báo đây, tin giống hỏi tin giật gần đây, có 101 người bị gạt đây. Báo đây. Xạo mày, sao nãy nói 100 người, giờ 101 có chỗ nào đâu? Giờ có cô nữa là 101 đó. Trời, cái thứ con nít quỷ. Đi bán báo mà làm gì mà không có chịu thật thà vậy? Ăn gian nói lận à? Có 100 người thì nói 100 người, giờ tới 101 người, sao mà ăn gian nói lận? Đồ quỷ. Đi bán buôn. Nghèo đi bán phải thật thà chứ. Khổ quá mẹ ơi. Bán báo có 3.000 một tờ mà mình mua 2.500, mình lời có 500 mà chửi như con người ta đẻ vậy nè, trời ơi là trời. Thôi. Sao nhiều người không có lòng nhân đạo như vậy? Chiều nay mẹ con mình không có gì ăn, phải ăn giấy rồi mẹ ơi. Con ơi con. Con xin lỗi con nha. Thôi giờ con bán cho cô 2 tờ nữa đi. Cô mua 2 tờ đó hả? Cho con 6.000 đi. 6.000 phải không? Rồi cho con luôn. Chơi luôn. Nhiều quá. Thôi. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Ok. Rồi. Sáng giờ con bán cũng được 200+ tờ rồi đó. Bánh bò bánh tiêu em đi bán cho kịp cái chợ chiều, ai mua giùm em một miếng bánh ăn đỡ đói đi. Bánh em ngon lắm, mua giùm đi bà con hỏi, không ai mua giùm. Bánh bò bánh tiêu mày bán đi cho còn có chợ chiều, 3.000 một nùi nè cô bác đừng mua nghe không. Bánh này thiêu hết ăn vào cứ tương uống thuốc sổ lại. Mày bán ế xong rồi mày đem về cho dòng họ mày ăn đi con mắm đù lục tịch. Ê tao không có kiếm chuyện mày không mày? Nước sông không phạm nước giếng mày. Không mày? Đã bán ế rồi mày. Đừng dở cái trò mày nói là ăn cái bánh của tao rồi mà uống thuốc sổ lãi không mày? Mày nhai gì đâu miếng rồi? Bánh á. Miếng rồi? Mì hả? Bánh bò. Bánh bò ở đâu? Nè. Cho kỳ mày. Trời ơi, tao đã bán ghế mà cắn gì bán ai mua. Sao mày ngu vậy? Bây giờ mày bán nó bị phiết một bên đúng không? Bây giờ tao xé luôn, coi như mày cho tao một nửa. Đúng chưa? Bây giờ mày để cái này mày bán. Ai mua? Thì bây giờ mày lấy thêm nửa cái nữa, mày cho tao nửa cái nữa. Đó, cho mày gáp lại thành một cái mày bán, người ta sẽ mua. Con này bán mà cũng ngu. Quýnh lộn không? Dạ. Yeah. Mày tin tao quýnh không? Mày gan mà quýnh đi. Mày con gái mà mày hăng quá vậy mày. Mày chơi sổ lá kiểu đó mà ai chịu nổi mày. Bây giờ sao? Bước qua đây mày. Tao quýnh mày đổ máu, tao không phải là con muối á. Mày gan mà nhào vô. Mày qua đây. Mày bước qua đây. Mày qua đây. Mày ngon mày bước qua đây. Tao sợ mày hả?
Quýnh đi. Ê, mày đừng có cản tao nha. Tao không bao giờ cản. Đứa nào Quýnh trước làm cha nè mày. Mày Ê, mày làm cha thôi mày. Quýnh trước làm cha rồi, làm cha tao cái gì? Chứ mày không lẽ mày là con gái mày đòi làm cha tao? Hôm nay tao bán tao buồn quá, bán ế tao buồn chứ thật ra tao cứ... Mày thấy gì không? Tao dành trước. Tao thấy trước. Tao dành trước. Tao thấy trước. Ây da. Cái đó tao thấy trước bộ. Rồi tao nói chung tao dành được trên tay của mày. Vậy tao mày chia chứ. Nói thôi coi trong đây là gì, nhiều khi trong đây là... Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Tiền à? Con này làm thế ghê. Mình làm như chưa bao giờ cầm tiền vậy. Mình bán ngày nào mình cũng thu tiền mà. Làm như thấy tiền cũng như thấy tiền. Là thấy ghê. Wow! Mày hay quá ha. Mày hay nó mày cũng là gì? Má coi kỹ đi đó. Tiền lần đầu mới thấy. Năm trăm đô. Mày cất đi. Đừng có la. Bây giờ đừng có la. La ôm sùm. Người ta biết, người ta lấy lại. Bây giờ la. Cất đi. Bây giờ la là mình có 500 đô. Đúng. Im lặng, đừng có la. Im. Im lặng, đừng có la, đừng có la, đừng có la. Mày la vậy là người ta biết hết. Nghe chưa? Mày im, mày đừng có bao giờ la. Tôi có 500 đô nè. Mày la. Mày mới la. Tao đang dạy mày. Ê, người ta lại quay lại, người ta kiếm á. Là căm hồng nha. Im. Mày phải giữ cho kỹ thôi. Đây này ngồi. Hay quá, giờ có 500 đô. Ê. Gì? Hôm quá. Ê, tao hỏi mày nha. Nếu như mày có 500 đô á, mày xài sao? Tao sẽ mua một cây chả 100 đô. Với ăn với nửa ổ bánh mì. Trời, 500 đô mà một cái chả nó bự bằng cái cột nhà sao mày ăn? Mày mới ngu quá. Sao ngu? Bình thường là người ta xẻ cái ổ bánh mì người ta nhét chả, bây giờ mình xẻ cái chả mình nhét ổ bánh mì vô. Còn mày, mày có 500 đô mày để mày làm gì? Nếu như có 500 đô này sớm thì má tao có tiền mua thuốc uống không có chết á. Tao còn nhớ hoài. Nói sao? Có một đêm đó hen, mưa lớn thì còn lớn luôn. Cái má tao ho, lúc đầu ho nhẹ lắm. Cái tao gót nước cho má tao uống. Cái má tao gu cho tao ngủ. Tao chưa ngủ, tao mới nằm xuống, tao nghe má tao ho nữa. Mà ho mạnh hơn xíu. Má mày ho từ từ tăng đô lên vậy? Đúng rồi. Rồi xong cái... lần thứ ba thứ tư gì đó tôi nhớ má tao ho quá trời luôn, mà cái tiếng ho của má tao giống như hát vậy, mà cái tao ngủ ngon luôn, không mấy sáng mở mắt ra má tao gục vậy luôn. Má mày gục là đã làm gì? Là má tao chết đó. Nói chung là má tao chết rồi đó, mày đừng có hỏi, nó mệt thằng đi ơi. Họ biết rồi. Má mày sao? Nói vậy chứ mày cũng còn có má mày ru. Tao lớn lên tao còn không biết ba má tao là ai luôn á con. Rồi tao đi bán báo, nhiều khi gặp mấy người lớn lớn, người ta thấy mình mà nhây quá hả, người ta còn đạp tao luôn á con. Mà thôi, mình vậy mình chịu rồi. Số mình. Nói giờ bán này tao đâu có biết đâu. Tao tưởng luôn mày cũng có ba có má. Anh hai. Gì? Mày mới kêu gì? Tao kêu mày là anh hai. Mày hổn.
Mày mới kêu anh hai xong tao hỏi mày kêu gì? Tao kêu mày bằng anh hai. Xin lỗi. Sao tự nhiên mày bữa nay mày kêu tao bằng anh hai? Biết. Không hay nhận em làm em đi. Vậy là hai anh em mình giống như ở chung nhà luôn hả? À? À đúng rồi. Tao với mày mà ở chung nhà chắc mặn dữ lắm ha. Đứa mắm đứa muối chắc mặn banh xác. Ờ á. Mà cãi đi. Ê mà thôi không được đâu. Thôi ạ. Làm anh không có được. Được. Không anh đi nghe bán anh nghe mấy đứa trong xóm nó đọc rồi. Đọc nó đọc gì? Làm anh khó đẩy phải đâu chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ. Khi em bé khóc anh phải dỗ dành. Khi em bé ngã anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh chia phần em hơn. Có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Nhà em thật khó nhưng mà thật vui. Ai yêu con muối thì làm được thôi. Anh ai sống bộ luôn nha. Trời bài này á thuộc hay ghê. Không sao. Hứa nha. Anh hai hứa sẽ thương em muối. Rồi. Hứa nha. Ừ. Dĩa 500 này là phải của em luôn nha. Nhường em luôn á. Ê giang hồ mà mày chơi hàng gài hả mày. Trời ơi. Sao? Nó chơi thôi. Nó chơi thôi. Ngu không ngủ đi. Khá là thức sớm. Thức sớm đi lấy bánh bán á. Mà sáng thì bán được có 1 mâm mà. Chiều bán chưa được miếng nào. Anh hai cắn hết nữa. Rủ lại hát thôi gì. Hát rủ gì. Đúng rồi. Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa nhắc đúng thế. Sao mày không ngủ? Tỉnh ngủ. Trời ơi vậy ai ngủ được. Hồi xưa má em gu vậy nè. Em kể lại lúc mà má em ho. Má mày ru mà cũng đánh nhịp nữa. Lúc ho lúc bệnh nặng đó. Tưởng là cái đó cái gì chứ dễ. À ơi. À ơi. Con ơi. Thôi nghỉ đi. Ê, hồi nãy mày nói là má mày ru xong, má mày ho. Má mày ho xong sáng má mày đi luôn đúng không? Đúng rồi, chết đi luôn nè. Giờ mày gài, tao ru đặng mai tao đi luôn theo má mày hả? Có mày đâu. Muốn tao cho 500, tao cho luôn mày, mày đừng có chù tao chết nha mày. Không hề, không có lấy. Có nghĩa là thầy ho cái chỗ mà gu thôi chứ chết thì đâu mà chết được. Đâu phải là... Thôi vậy ru bài khác đi. Ru bài gì kệ. Tao cũng biết mà. Hồi biết đó. Sao đừng có hát bài nãy đâu. Biết rồi. Hồi đó trong diện mồ côi có mấy cô cũng ru vậy mà. Hát bài khác. Hát bài đó có huông. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chày. Giỏi lắm. Các con sống mà biết thương yêu nhau, biết lo lắng cho người đó là điều tốt. Đêm nay ta sẽ đi tìm và gặp các thiếu nhi siêu nhí. Và ta cảm ơn các con đã vượt qua những thử thách của cô. Bây giờ thì các con hãy dậy đi. Hãy dậy đi các con. Hãy dậy đi các con. Dậy đi các con. Lẹ lên để hết kim tuyến. Lẹ lên. Rải kim tuyến. Ý. Ý. Ý bà Tiên hả? Không phải. Cô này hát cải lương mà. Gì? Ý cô này. À cô là Hằng Nga. Đúng rồi cô là Hằng Nga nè. Đúng không? Ừ. Ủa sao mặt cô giống cô Thanh Hằng quá vậy? Ủa, ủa sao nó lãng xẹt vậy con? Rồi chứng minh đi. Phải không? Phải không con? Con có biết chữ. Mẹ coi đi. Đâu có biết chữ. Xin lỗi con, hai con lâu lâu bị khùng. Thấy cái hình tự nhiên làm hết rồi. Phải không? Yeah. Anh ơi, cái hình này là đúng rồi nè. Nhưng mà
con cũng đâu biết chữ đâu. Nói chung mặt giống thì con trả lại cho cô. Rồi cô cảm ơn các con nhiều lắm á. Cô kiểm lại coi tiền cô vẫn còn. Con được, con chưa kịp xài cô xuất hiện rồi trả cô luôn. Dạ. Anh xin lỗi. Cô, nhưng vậy? Mà cô giống cô Thanh Hằng. Cô nói là cô Hằng Nga mà chứ Thanh Hằng đâu. Thôi giờ cô Thanh Hằng Nga. Rồi chị Thanh Hằng Nga đi, giờ bây giờ để cô thử cô hát cho tụi con nghe một bài đi. Bây giờ sao, giờ muốn nghe cô ca giọng cổ giống Thanh Hằng. Hát cho tụi con nghe một bài được không? Hát nghe bài được không? Rồi. Muốn đi coi mà không có tiền mua vé. Vậy đó hả, tội nghiệp các con quá à. Thôi để ngồi xuống đây đi, cô hát cho tụi con nghe nha. Cô hát cho tụi con nghe nha. Hát đi cô, hát đi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru mang mát êm như sao diệu giật dơ, tiếng ru bên thềm trăng tà soi. Từ nhỏ, nhưng giờ con nghĩ là nếu mẹ con bỏ con, mẹ con còn đau khổ hơn gấp ngàn lần con. Con hiểu rồi. Bây giờ con với lại con muối phải sống thiệt là tốt, để cha mẹ con dù có ở đâu
cũng phải hãnh diện vì tụi con, đúng không cô? Đúng rồi. Vậy thì á, bây giờ á, cô sẽ đưa các con đi thăm hết tất cả các thiếu nhi toàn thế giới này, các con chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Tắt đèn đi, đặng cho cô cháu tự do nha. Đúng rồi, đúng rồi. Tắt đèn để mình đi hôn. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà buôn bán á ẩm như vậy ta? Từ sáng tới giờ lau hết cái bàn này cho đến cái bàn nọ mà không có khách nào vô quán uống nước hết trơn hết trời. Ít ra cũng có một người vô hỏi không uống cũng được để nó có không khí sơn tụ, chứ có đâu nhìn qua nhìn lại chỉ có mình tôi thôi à. Quán gì đâu buồn hiu à. Thậm chí còn rùi bay ngang qua cổng mình có nữa. Chủ quán ơi, chủ quán. Có khách rồi. Sao anh? Cái gì? Cà phê hả? Có cà phê. Vậy cà phê sữa đá hả? Cũng cà phê sữa đá hả? Trà sữa trân châu hả? Cũng không có trà sữa trân châu. Uống cái khác được không? Ây ê kỳ vậy, vô hỏi ra đã rồi bỏ đây là sao? Kỳ cục, đã bán á mà gặp chuyện gì đâu không à, bực mình nè. Mày mớm á nghe. Chúng mạnh rồi. Hát nước ngoài. Qua đó ăn phở thì chắc chắn sẽ kêu nó ở đây. Chúng mắng rồi, chúng mắng rồi, chúng mắng rồi. Điện thoại rung. À, cô sáu, chắc là kêu nước đây. Alo. Cô Sáu quán phở đó hả? Một ly cà phê đen cho khách đó hả? Khách nước ngoài phải không? Mình lấy giá phải chăng thôi. Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước ngoài 150 nha cô Sáu. Cái gì? Mắt đâu mắt? Khách nước ngoài nhiều tiền lắm, mình phải biết tận dụng thời cơ chứ. Thôi, em muốn bán nhiều em bán. Kệ em. Được rồi, rồi em mang qua liền. Chỉ còn một khách thôi là mình sống khỏe cả ngày. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em cầu gì. Ly cà phê muốn hát, hát cùng em bài gì. Ly cà phê muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê muốn hát, hát cùng em bài gì. Ly cà phê muốn nói cùng em câu gì. Mẹ lẹ đi khắp là đi hết rồi kìa bà, đứng hát hoài. Chân nào tới thì tới. Trời ơi, bán mà nó dữ quá. Coffee Bali. Oh, thank you. Coffee Việt Nam. We'll be fine. Thank you. À, 150,000 Việt Nam đồng. Nghe dung. Em gì nghe cứ sao?
Thôi bây giờ ngồi đọc báo thôi. Coi có tin gì mới không? Vấn nạn chặt chém khách du lịch nước ngoài ở các hàng quán Việt Nam bán cho khách ly nước mắc gấp chục lần với giá bình thường. Ủa? Sao giống nói mình vậy ta? Mình bán vậy có mắc quá không ta? Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước cho khách du lịch tới 150.000. Vậy ông có biết mình bán mắc không ta? Lỡ người ta biết mình bán mắc không quay trở lại nữa rồi sao? Hiểu rồi, hiểu tại sao quán mình bán ế rồi. Cô Sáu ơi, cô Sáu, ông khách nước ngoài còn ở đó không? Còn. Còn hả cô Sáu? May quá. Vậy cô Sáu lấy 15.000 thôi nha. Cái gì? Sao rẻ quá hả? Thôi, mình đừng có bán mắt người ta quá. Lỡ người ta biết, người ta không quay trở lại nữa đâu. Lúc đó, mình đâu có ai để bán, mà còn làm ảnh hưởng đến đất nước của mình nữa. Như vậy, nó không có hay đâu. Thôi, cứ lấy 15.000, giùm em đi nha cô Sáu. Mình kịp thời hiểu ra, không làm ảnh hưởng xấu về cách nhìn của khách du lịch khi đến thăm đất nước Việt Nam này. Ly cà phê muốn nói cùng em câu gì? Ly cà phê muốn ha cùng em bài gì? Hai, tôi yêu người Việt Nam. Chồng con hai cài dao, tôi yêu người Việt Nam này, cứ vui để quên đơn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, ngày ai gặp mai không quên, ngày nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam, ngày nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Rồi bán đi quán. Bán cà phê đi cô ơi, trời ơi khách đông quá nườm nượp luôn kìa. Quá trời khách đông, phải lo đứng hát không hết rồi rồi nè. Rồi đi về, đi về. Đi. Ủa, mấy cô chú khách vô mua rồi không trả tiền hả? Không, bà phí mà, mày miễn phí. Chuột lại lỗi lầm. Thôi kệ, ha, miễn phí cho mấy người đó ăn bữa đi con nha. Dễ thương quá, cô gái bán cà phê của chúng ta, Hồng Ân. Con thích cái vai diễn này không? Dạ thích. Thích chỗ nào nhất? Cảm thích nhất là vũ điệu cầm chiên. Bài diễn kịch mà bác khoái nhảy nhất vậy đó hà. Chú là chú khoái nhất cái chỗ mà con leo lên cái ghế con ngồi đó, leo ngồi lại mọi người coi coi. Nó sắn cái giò lên sao nè. Đó. Ngồi coi. Cái ghét gì đâu là ghét vậy đó hà. Rồi, dễ thương lắm con. Bây giờ mình nghe cô chú giám khảo nói nè. Dạ xin mời chú Hoài Linh ạ. Cái tiểu phẩm này nó có một cái ý nghĩa rất là dễ thương và cái phần dàn dựng của con khá là tốt. Tuy nhiên có nhiều cái điểm mà đây chú không có nói con mà chú nói cái người mà trực tiếp hướng dẫn cho con. Cái thứ nhất là cái hành động nó còn nhiều cái rất là con nít. Ví dụ như đưa tay lên hổng có khát rồi này nọ, nhiều cái đó nó rất là hợp với cái tuổi của các cháu. Nhưng mà khi đã quy định
là một cái cô chủ quán rồi thì chúng ta nên bớt những cái đó đi. Cái dáng ngồi của con là tốt rồi nè ha. Chỉ có bỏ những cái gì mà nó con nít quá khi quy định vai con là một cô chủ quán. Cái thứ hai là phải để ý là con đang xài điện thoại là điện thoại bấm bằng bàn phím mà con đi quẹt ngang như vậy là bậy rồi nha con. Con cứ tưởng con đang xài smartphone. Này, điện thoại của con đây chú Linh. Đó, mà con quẹt ngang là thấy bậy bậy rồi. Tại tưởng chú... giọng sai, giám khảo không thấy. Chú khen con cái này nè. Tức là con diễn không có người hỗ trợ. Mà con diễn cái đoạn mà nhìn theo khách đi vô cái quán của phở của bà Sáu đó. À, con làm rất là dễ thương và rất là tốt. Nói chung là con rất là tự tin khi con diễn cái tiểu phẩm này. Còn một cái chuyện nữa là khi con nói con đọc báo là con phải cầm tờ báo. Con đọc báo mà con cầm cuốn tập là sai rồi, hiểu không? Chú Linh ơi, chắc con nhỏ quá, con không phân biệt được cái nào là tờ báo, cái nào là cuốn tập. Nếu như vậy thì đừng để cuốn tập ở trên bàn, dạ. Đó là cái phần dàn dựng. Không, cho con nói cái này là lúc tập. Trời, cái gì vậy? Báo. Cái gì như xè ra thành giờ 6 con mắt rồi. Mẹ nhớ có 4, xè ra như cái bông vậy. Đó, có nghĩa là tờ báo, bình thường tập là coi tờ báo. Còn cái vụ cái tay đưa lên là cũng nói bớt rồi. Rồi cuối cùng ra diễn là y chang vậy. Để cho thầy hiệu trưởng la tôi, thấy chưa? Thật sự ra thì chú con không có đòi hỏi con là phải làm dữ dằn hơn. Bởi vì cái tuổi của mình nó ở cái mức này thôi thì như thế là vừa đủ. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị, với một người diễn viên chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu á, thì những cái lớp mà độc diễn một mình như thế này á, nó cũng rất là nặng. Đòi hỏi người diễn viên đó cũng phải có cái bản lĩnh sân khấu rất là lớn mới có thể một mình diễn tả được biết bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Ở đây bé Hồng Mân có 4 tuổi thôi mà con một mình con diễn một cái tiểu phẩm dài như vậy, nhớ biết bao nhiêu lời như vậy đã là đáng khen lắm rồi. Và bây giờ thì mình nghe lời nhận xét của chú Thanh Bạch. Chủ đề này nếu lứa tuổi lớn hơn hoặc diễn viên người lớn trưởng thành mà diễn á, nó sẽ không có tính thuyết phục và đáng yêu như con ở lứa tuổi này mà con làm được. Con truyền đạt được cái thông điệp mà làm cả khán phòng phải òa vỡ vì con nhỏ quá mà con làm như thế, con chính là siêu nhí. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạc. Thưa quý vị, ở lần xuất hiện đầu tiên, bé An Khang với cái khả năng diễn kịch của mình và đặc biệt là cái duyên hài của bé tự nhiên nó toát ra làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là ban giám khảo cười rất là nhiều trong cái phần đầu tiên đó. Nhưng mà hôm nay khi quay trở lại với chương trình ở cái vòng thiết lập này cũng với tiết mục hài kịch thì không biết rằng bé An Khang có tiếp tục chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả hay không. Hãy dành cho cậu bé dễ thương này một tràng vỗ tay quý vị. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Ở Lâm Đồng mai xuống em đâu biết gì. Ở trong kia em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Kính chào tất cả các ba các anh các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sang Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến mãi Sài Gòn quê mình. Với tất cả tâm tình em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Sơn, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài, bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Tư Hà, bán trà đá ở Tít Bến Phà Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì ba địa cũng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em. Sở thích của bố em rất thích xem tivi và lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như ông tìm thấy tổ, như súng nổ thì thứ mục tiêu, như chiến chiêu nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cuộc thi vẽ ở trên tỉnh nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn như vẽ con vật mà bạn yêu thích. Mẹ em vẽ con sư tử, vẽ thì là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ
đẹp như thế nào. Khi em lao lên, em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy, đấy là mẹ em, sau đây em sẽ được giới thiệu với chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai, bán vải ở đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhại, sống sao cho phải, tuy đời ngang trái, có thằng em anh tài. Sở thích của em rất thích xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Cứ mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 tuổi là chị em lại nhảy cẫng lên. Em khiếp sợ vì chị em luôn đấy. Ghen là để bằng can dây này nhập hay sao ấy. Đấy là chị em, sau đây em xin được giới thiệu về em. Sở thích của em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát, và đặc biệt em rất thích cào lông mày bằng da phát. Mục đích của em đăng ký thi chương trình thử tài siêu nhí và để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên tivi, vì hơn một tuần nay em chưa được về nhà. Chú có phim, chú có phim, chị ấy mới quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh mẹ và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ, bản tương trình con đến đây hôm nay là hết ạ. Con xin hết ạ. Con biết là con có... Trời ơi, sao mà con có thể con nói với một cái tốc độ nhã chữ, nó nhanh, nó không vấp, nó lưu loát mà nó duyên dáng đến như vậy. Không biết nè, một tràng pháo tay dành cho bé An Khang. Anh Linh ơi, anh Linh, anh thấy cái cậu bé này như thế nào ạ? Cái trí nhớ con cực kỳ thông minh. Bởi vì cái nói nhanh như vậy á, nó dễ bị vấp lắm. Cái giọng bắt của con rất có duyên nha. À, nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe con nói được hết thì con nói chậm lại hơn một chút xíu. Bây giờ con đang 10 phần, con nói chậm lại còn khoảng 7 phần. Chỉ cần giảm lại thôi, con có duyên cực kỳ. Chúc mừng Khang. Cảm ơn chú Hoài Linh. Cô đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô Đoan Trang. Con xứng đáng được vào vòng trong là chắc chắn rồi. Như vậy là cô Đoan Trang cũng đồng ý cho con vào vòng trong. Và chú Thanh Bạch. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Bây giờ thì hãy chạy đến với thầy giáo mới của mình nè. Thầy Gia Bảo. Định xâm chiếm nước ta, rồi đây bão cảnh tóc tan phủ trùm lên quê hương Đại Việt. Không, không, ta không thể để nước ta chìm trong máu lửa. Toàn muốn được hội bằng để tìm kế chống giặc Nguyên Mông. Chuyện gì? Chuyện gì mà làm náo loạn cả bến Bình Thang, nơi mà hoàng thượng và các vương hầu đang họp bàn chuyện đại sự? Cớ sao ngươi lại đến đây gây náo loạn vậy hả? Trần Quốc Toản xin được tham gia hội nghị cùng vua và các vương hầu để góp sức mình ra tay chống giặc. Phép nước kỷ cương đã rõ ràng, hãy về mau, không thôi á thì bị phạt. Tuổi của nhà ngươi còn quá nhỏ thì biết chi chuyển nước nhà. Tình yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái, tuổi nhỏ nhưng trái tim luôn sôi sục máu căm hờn quân giặc. Rèn luyện võ nghệ, mong được góp sức mình ra tay chống giặc xâm lăng. thôi, hãy về đi. Về mà lo chuyện học hành. Còn không thôi, phép nước sẽ không tha. Toàn không phải là trẻ con,
con muốn được góp sức mình để ra tay đánh giặc Dưỡng Sơn Hà. Hoàng thượng gia lâm. Hoàng thượng giảng bi, giảng bi, giảng giảng bi. Bình thân, có chuyện chi náo loạn nơi đây, trong khi ta và các dương hầu đang hợp bàn chuyện nước nhà? Dạ kính thưa hoàng thượng, toản muốn được họp bàn chuyện đánh giặc Nguyên Mông. Chẳng hay em ta năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? Em hãy về lo chuyện học hành, chuyện nước nhà đã có ta và các dương hầu lo liệu. Dạ kính thưa hoàng thượng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như toản đây cũng muốn góp sức mình để ra tay chống giặc. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Dạ như thanh dông năm xưa loại trừ giặc ân, dạy sách dương cao quân thù kiếp kinh, làm rạng danh sư sơn, là người con đại diện thân thương không thể nào lặng im. Vậy hôm nay em tất công lặng lội à, vượt đường xa đến bến Bình Thang, ngoài ước mong được tham gia cuộc họp. Vậy còn điều chi em hãy nói. Thôi được, ta cho em một quả cam này. Cam gió xanh nhưng ngon ngọt vô cùng, toàn muốn được lụm bạc, nào có cần gì ngon ngọt của cam. Dẫn nước lâm quy sao nỡ đứng nhìn. Thôi em chớ có dỗi hờn, mà hãy về lo chuyện bút nghiêng. Hoàng thượng ơi, xin người hãy nhận đây là trái tim nồng nàn tình yêu non nước. Bầu nhiệt quyết sụp sôi trước nguy cơ quân thù xâm lăng, thì gia nào toán an tâm trước sự hung hăng bạo ngược của quân thù. Tuổi 15 toàn đã hiểu được ngọn ngành, xưa phụ động thiên dương đã làm nên chiến tích, quyết giữ gìn cương thổ non sông, thì có khá gì khi toàn đã luyện được võ văn, tập hợp anh em nguyện cùng sông trần. Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, quyết xả thân cứu lấy Sơn Hà. Thương thay gương sáng ngây thơ của người thiếu niên, bao năm ôn nhuận đèn xanh lời em chân thành. Vì biên cương khôn nguy vô cùng mà em đây quyết tâm, thôi thì em nhé đừng để mẹ hiền trông mong. Giữa lúc này mà bắt ta phải dùng cam, như trẻ nhỏ thèm vị ngon ngọt từ cây trái. Không hoàng thượng ơi, lẽ nào người lại không cho toàn được sống pha nơi chốn xa trường. Hoàng thượng, quả cam ư? Hiện giờ ta chỉ muốn cùng quân đại diện đánh tan loài giặc dữ. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Ừ.
con rồng tiền. Phá quân đến báo quan hơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân với bé Ngọc Tâm cùng sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Minh Trường, Nam Trung và vũ đoàn Chuông Gió. So với tất cả những vai, những bài mà con đã làm cho đến thời điểm này, con sẽ gây một sự ngạc nhiên rất là lớn. Vũ đạo rất là khó, văn phong, khẩu khí để thể hiện một vai nam Trần Quốc Toản ở đây, con đã có một cái niềm tin rất là lớn về điều đó được thể hiện trong từng câu, từng chữ và động tác rất là dứt khoát. Và con luôn luôn nhớ điều này và không bao giờ con quên, con đang là con gái, mà con đang là nhân vật. Và cái điều đó, con đã làm một cái đường dây xuyên suốt và diễn rất là chi tiết, từ ánh mắt đến cử chỉ, động tác và kết hợp với vũ đạo, văn phong, con làm thành một cái nhân vật làm sai đắm lòng người, mọi người không thể rời mắt được vào nhân vật và cảm nhận được tinh thần yêu nước. Mà cái này là cái khó nhất, ngoài vũ đạo ra, ngoài văn phong ra, con thật sự là con yêu mến quê hương đất nước thì con làm mới được, chứ con không thể diễn mà trong lòng con không yêu. Và tình yêu đó con chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Con xuất sắc, con giỏi lắm, con tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Quá trời những lời khen tặng từ giám khảo Thanh Bạch dành cho con. Thế còn chú Hoài Linh thì sao ạ? Cái thần ở trong con mắt con á, rất là hào khí, một cái sự yêu nước mãnh liệt, con đã thể hiện được ở trong vai của Trần Quốc Toản. Thực sự ra thì chú không nghĩ là con đảm đương cái vai này nổi đâu. Khi mà chú gặp con ở ngoài, con nhẹ nhàng mà con thấy con im ắng lắm kìa. Chú không có thấy con mà mắt con mà dữ hừng hực như vậy đâu. Chú phải khen một cái điều này này, là cái người mà dàn dựng cho con á, tức là ông Năm của con á, rất là khôn khéo. Những cái đoạn mà khán giả vỗ tay con á, là những cái đoạn mà ông ấy biết con yếu. Con là nữ mà còn nhỏ nữa, con không có thể nào nhấn được cái điểm đó mạnh, thì ông thả cái nhạc vô cái đùng, người ta vỗ tay liền. À, ông này ông quỷ chứ không phải ông người phàm của con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin chúc mừng Ngọc Tâm với Trần Quốc Toản, quá tuyệt vời. Cảm ơn các vị giám khảo. Thưa quý vị, như cánh chim ngóng trời lòng lòng, vương vấn yêu thương mường nguồn, một đời khát khao rút lòng nhà kèn sầu. Ta muốn hỏi một câu, bao giờ tôi đã chúc mai, bé con sao?
đến ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân, một ca khúc mà rất là khó, đặc biệt là so với lứa tuổi của bé. Không biết các cô chú giám khảo nghĩ sao ạ? À? Mời cô Đoan Trang. Con cũng là một bạn rất là tinh tế. Vì thứ nhất là con hiểu được cái ca khúc này. Con hát con cũng biết xử lý chứ không phải không đâu. Nhưng mà do cái sức của con nhỏ quá, cái bài này nó quá cái sức của mình thôi. Cô phải suy nghĩ thêm để xem là với cái đô của con vừa trình diễn vừa rồi nó có hợp lý hay không, hay là nó có một vài cái điểm gì đó nó cũng chưa làm cho cô cảm thấy là hài lòng liền. Linh thì cũng có một chút suy nghĩ cũng hơi na ná như Trang. Cái phần con lên cao thì rất là tốt, nhưng mà cái phần mà thấp, cái phát âm của con nó chưa nghe chưa có rõ lắm. Bài này là ai chọn cho khỏe. Con? Dạ con tự chọn. Đó. Tại vì mình muốn thể hiện mình phải không? Có điều là cái bài này âm vực nó rộng quá. Còn một cái phần nữa, nếu sau này con là ca sĩ thì con phải chú ý về cái dáng dấp của con. Tùy bài để mà con đứng. Những cái bài này không phải là dành cho cái dáng đó. Đó. Con đứng bận áo dài, con đứng mà nhìn con nó khắc khổ lắm kìa. Chú ra khòm mà nhìn con còn khòm hơn chú nữa. Dáng về tập soi gương để đứng mình nhìn cái dáng cho mình cho nó thanh thoát hơn. Hiểu của con gái mà. Ha. You have my heart that will never be worlds apart. Maybe in magazine, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can see shiny sky. That's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella, ella, ella, eh, 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 eh. These fancy things won't ever come in between. You put my entity. Và vũ đoàn Bước Nhảy. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Lần này con lại hoàn hảo thêm nữa. Con lại càng chỉnh chu trong cái bài ca của con. Cô xin chúc mừng con. Cảm ơn cô. Nghe cô Thanh Hằng nói bằng cái cảm nhận của một người như khán giả thì thấy vui rồi đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị tinh thần nha. Mời giám khảo Đoàn Trang. Con muốn nghe chê chút hơn khen thôi chút. Con cứ yên tâm đi, cô muốn chê cũng khen, cô tự nói, cô đừng làm con hồi hộp thêm. Con cứ hỏi hồi cô, con đứng tim luôn. Tội nghiệp cô Đoan Trang quá. Cô quánh đi, cô quánh đại chứ cô giá vậy thấy sợ lắm. Hồi nãy thấy cô Đoan Trang bị dập quá thấy thích, nhưng mà bây giờ bị dập quá thấy tội.
Mà một cái giá bằng ba cái đánh lận thà nói luôn cho nói đầu. Chung là cô thấy cô mong manh quá. Cho chàng pháo tài nữa đi. Nói giỡn chứ cô đâu có chê gì đâu. Nói giỡn chơi thôi. Nhưng mà tại vì mình phải biết chắc chắn một điều là nếu mà ai muốn tiến bộ thì phải chỉnh chu. Còn nếu mà ai muốn nghe những cái lời ảo tưởng, những cái sự đánh giá rất là hão huyền bên ngoài thì rất là đơn giản. Nhưng mà cô ngồi đây là cô muốn á, tụi con á, khi tham gia mấy cuộc thi này nè, là tụi con bước ra là tụi con đi về á, tụi con phải được học một cái bài học gì từ các cô, các chú, các thầy ở đây. Chứ không phải con đi về là con mua được cái sự khen ngợi. Cô nghĩ là ba mẹ con nghe như vậy, ba mẹ cũng đồng tình với cô. Còn trong cái bài biểu diễn vừa rồi của con á, nhìn chung thì rất là đẹp. Cô Yến Trang dàn dựng cho con những cái màu sắc tương phản của bộ đồ con mặc, của cái dù của con với nhóm múa làm cho con rất là nổi bật. Rồi cái cách của con hát cũng rất là văn minh, rất là theo cái kiểu mới. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng có một vài cái chông chênh ở trong đó con cần phải để ý. Cái phần biểu diễn của con á, cô muốn là con phải sắc bén hơn chút xíu. Cái đoạn mà các cô chú đứng hết rồi con chỉ cầm cái dù đi qua và đi lại thôi, thì cái cách con đi con phải giao lưu với khán giả hơn. Con bị nhìn xuống quá nhiều, có không? Khi mà con tập á, con làm như thiệt, rồi con nói mẹ con á, quay lại để đi về á, coi. Hoặc là ngay tại phòng tập con mở ra con coi, để con thấy là mình có cái gì nó chưa được. Vậy thôi, chứ cô cũng không có cái gì khó với con hết. Cô mong là con nhớ những lời này vậy thôi. Cảm ơn giám khảo Đoàn Trang. Cảm ơn cô. Mình mang lại cho nha.
Tan đời trai phóng san. Tôi thích thích ghê. Tôi thích nói sóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu. Tôi thích, tôi cũng thích nữa. Các bạn khán giả, không biết các bạn có thích không? Quá thích luôn phải không? Xin cảm ơn tất cả các bạn Vũ Công đã hỗ trợ cho hai em bé dễ thương. Rồi ơi, nàng tiên cá đến đây. Trời ơi, cái con cá này nấu lẩu là hết sảy. Đến đây coi. Cái bụng con cá thôi. Ôi, cái bụng bả kìa. Con. Thường thường á, tôi thấy người ta lượng sống cái bụng hay lắm. Con làm được không? Sợ chưa? Thấy cái bụng bả đáng giá chưa? Cái bụng này nha mà nấu lẩu nha. Chú bụng... ơi chú. Gì con? Con hồi nãy chú nói tiên cá mập mập con muốn cười luôn á. Thường á, nếu như mà những cái người lớn á, thì chú sẽ không dám nói vậy ha. Nhưng mà con, bởi vì là con là một cô bé rất là dễ thương, con còn nhỏ cho nên chú mới dám nói con là một nàng tiên cá mập. Mà con thấy vui mà đúng không? Ừ, con thấy buồn khi chú nói con mập không? Dạ, con thấy cũng bình thường à. Cái bụng chú nhỏ ý xìu à. Mà chú còn múa bụng được không? Chú không biết múa bụng đâu. Chú đâu có học belly dance đâu. Trời, tôi có nói thế nào đâu trời. Tôi có khoe là tôi múa bụng được đâu. Rồi tự nhiên bà quy định tôi múa bụng. Rồi bà tự quy định là tôi không có học cho nên tôi không múa được. Bây giờ con nghĩ qua mấy chú đây nè. Ứng xử với cái vụ nàng tiên cá mập người ta phải làm vậy đó. Bây giờ như vậy nè, tới vòng này rồi hai con đã thật sự được huấn luyện viên có nhiều cảm hứng, giả từ được anh ba chị bảy trong cái vai của mình. Dạ. Để anh phối bảy. Hợp anh Tư, anh Tư chị bảy, anh Tư chị bảy, nói sai nhân vật đóng chịu rồi. Anh Tư chị bảy, kỳ này có cảm thấy vui khi mình diễn tiết mục này không? Dạ vui. Vui dạ nhiều vui. Không? Dạ vui. Thấy đã không? Dạ đã đã. Thấy sướng không? Dạ sướng. Cho một chàng pháo tay vừa đã vừa sướng. Chú Thanh Bạch ơi, con đậu á là con được đi Vũng Tàu á. Con cũng vậy nữa nè. Ai hứa? À, dạ. Mẹ hứa hay là ba? Dạ mẹ. Mẹ hứa. Với ba luôn. Tức là nếu thi đậu vòng này thì sẽ được đi Vũng Tàu. Dạ. Dạ. Biết đâu ước mơ đã thành hiện thực he. Chú Thanh Bạch đi, chú Thanh Bạch cho con đậu đi. Bị gài đó chú Bạch ơi. Chú Thanh Bạch đi, cho con động đi, cho anh Bạch con rồi, động đi. Bây giờ hai con về nè ha. Trước tiên á, cứ phải nghe mấy cô chú góp ý cho mình cái đã. Còn có chuyện đậu hay không đậu tính sao. Mà hai con dễ thương vậy nè. Cho dù con có đậu hay không đậu thì ba mẹ cũng sẽ cho các con đi Vũng Tàu để gặp nàng tiên cá thôi nghe. Cô là cô thấy nể chú Gia Bảo. Tại vì á, dạy cho tụi con quá nhỏ đi. Rồi muốn hát tông gì thì hát vậy đó. Nhạc ta dưới đây thì ảnh hát trên đây nè. Cho nên là chú sẽ rất là mệt. Đúng không chú? Ờ, nhưng mà câu chuyện của tụi con rất là đáng yêu. Và đó bây giờ... Thầy chú không phải chú. Thầy chú không phải chú. Ôi dạ. Thầy chú. Dạ. Hột dịch lộ. Hột dịch mà còn lộ dạ. Mà. Vậy chị bảy cho em hỏi chị bảy mừng gì mà chị bảy giọng khàn dữ chị bảy? Dạ thì vậy á, con ăn mấy đồ nóng không à. Còn biết vậy nữa. Nói chung là ở nhà ba mẹ cũng đuối với tụi con lắm đúng không? Thôi bây giờ dạ. Một tràng pháo tay cho tụi con đi, ước gì tụi con được đi Vũng Tàu. Cảm ơn cô Đoan Trang. Chú Hoài Linh ơi, chú Hoài Linh có thích tiết mục hôm nay không? Trong cái tuần này á thì Gia Bảo diễn á là con có tập trung hơn. Tức là con không, mắt con không có còn đảo qua đảo lại, nhìn ngang nhìn dọc nữa, mà con tập trung vào cái kịch bản hơn. Và chú thích cái lúc con nhép cái giọng của cô Lệ Thủy đó. Trời ơi, nó có duyên dáng vô cùng à, mà. Con ơi, bây giờ con nhép giọng cô Thanh Hằng nè. Chuẩn bị lắng nghe. Cô Hằng, cho một tràng pháo tay cho cũng cô Hằng. Y vậy thôi, y vậy, ừ, y vậy à. Chuẩn bị. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước biết bên nào, trong biết sông nào đột. Khớp, quá khớp. Sau này con làm diễn viên lồng tiếng cũng được luôn đó con. Thích thật. Cái kịch bản này nó có một cái mà chú thích hơn. Đó là với cái lứa tuổi của các con.
À, khi mà dừng lại thì cái điểm nó rất là hay là nói giỡn chơi vậy thôi, ăn chay phóng sanh. Mà cái người mà đứng kế tụi con nhất là cái người mà ăn chay trường đó, thành thử ảnh nghe cái câu này có lẽ ảnh là người thích nhất. Rồi, và chúc mừng hai con bữa nay có một tiếng mục dễ thương, có duyên lắm á. Chú gửi lên, chú gửi lên nha, có vũ đoàn nữa. Chú gửi lời cảm ơn các cô chú vũ đoàn đã nhảy cùng với tụi con nha. Rồi. Giỏi quá à. Cảm ơn các vị giám khảo. Rồi dắt tay nhau chạy đi, chạy xuống biển nha. Đó là bé Nghiên Lan cùng vũ đoàn ABC Kids. Cảm ơn các con. Ôi ôi, dễ thương quá. Tự nhiên thấy con diễn tiết mục này xong nha, chú Nghĩa muốn đi biển dễ sợ luôn vậy đó. Mà phải nói là Bảo cũng rất là hay nha Bảo. Em chọn mấy cái bé mà hỗ trợ cho bé Nghiên Lan giống em dễ sợ luôn vậy đó. Biết giống chỗ nào biết không? Trời ơi, ra tới nó đưa cái bụng quá trời bụng lắm. Tới nó mở rung bạc 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 vậy nè. Sao em không ra, em múa em nhảy chung với bé luôn, cổ vũ tinh thần cho bé. Thôi em mở quá, em bớt bớt lại anh ơi. Dễ thương quá phải không quý vị? Không biết mấy cô chú giám khảo nghĩ sao đây. Mời mời chú Thanh Bạch trước nha. Con hát và múa động tác đi đôi với nhau rất là tuyệt vời. Chúc mừng Nghiên Lan. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn chú Quang Lê thì sao? Chú Lê nghe con hát xong chú Lê có muốn đi biển không? Quá tuyệt vời. Phải nói là chú đang ngồi đây, chú mặc cái áo này nó nóng nực lắm. Tại vì cái tạng người của chú nó cũng giống chú Bảo đây nè. Chú Lê muốn thay đồ giống như mấy bé nãy ra múa bụng. Thích lắm, thích lắm. Khen thì về hình thể và cái yếu tố trình diễn là chú khen. Nhưng mà về cái kỹ thuật bài hát thì chú chưa khen, không phải chú chê. Tại vì con có cái yếu tố sân khấu tuyệt vời quá, cho nên con lại lấp đi những cái khuyết điểm nho nhỏ mà con có trong khi con ca. Cho nên bù qua sức lại, chú vẫn thích tiết mục của con. Cảm ơn chú Hoàng Lê. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ chạy vô rủ mấy bạn đi tắm biển liền cho chú. Đi. Chào con, trời ơi. Chào chú Đại Nghĩa.
Trời, bá Lanh mà em hết hồn luôn vậy đó. Dễ thương quá phải không ạ? Khi mà lần trước con xuất hiện là con đàn ha, rồi bữa nay là con có thêm cái phần múa nữa. Không biết các vị giám khảo có bất ngờ tiếp không đây? Mời cô Đoan Trang. Thì ngày hôm nay con hát bài này, cô với chú Thanh Bạch nói với nhau là con có cái khẩu hình khi mà con hát rất là đẹp. Cái đó là một cái tiềm năng rất là lớn dành cho con. Rồi con cũng có cảm nhạc rất là tốt, cho nên khi con nhúng trong những cái động tác của con rất là đẹp. Nhìn chung cô rất là thích. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời chú Thanh Bạch. Cái sức biểu cảm của con về cái lời nội dung bài hát con hiểu rất là rõ. Ngón tay em thon dài thì con diễn nó còn dài hơn là cái ngón tay nữa, đúng không? Và tất cả những cái lời đó con làm một cách duyên dáng và biểu hiện. Có thể nói mình tắt cái tiếng tivi đi mà xem con diễn và có thể hiểu được con đang diễn tả cái gì. Thì sức biểu cảm của con cái tuổi này mà con làm như thế là quá tuyệt vời. Chúc mừng con. Con ơi con, con làm lại cái câu mà ngón tay thon dài cho mọi người con lần nữa đi. Cái chỗ đó con đã làm lại lần nữa nghe. Yeah. 2, 3. Khen em ngón tay thon dài. Cái chữ dài đó nghe dễ sợ thiệt ha. Nghe dài chắc cũng cả 100 mét á. Mà chưa bao giờ chú thấy ai mà cái ngón tay mà dài lên tới nách hết rồi đó con. Cô Thanh Hằng có nhận xét gì ạ? Dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó hả? Tuy rằng còn nhỏ tuổi, còn bé lắm, ngây thơ vô cùng luôn nhưng mà tự tin. Chúc mừng con á. Cô chịu liền á, chịu á. Được quá trời lời khen luôn. Nhưng mà không biết các vị giám khảo quyết định sao đây. Con ơi, con muốn đi tiếp hay là mình về nhà nghỉ cho nó khỏe ha? Con muốn đi tiếp ạ. Mà con phải làm cái gì lạ hơn, khác hơn, hấp dẫn hơn chứ không được giống giống vậy à nha. Hứa không? Hứa. Yeah, ok, vậy đồng ý á. Chú Thanh Bạch đồng ý rồi. Cảm ơn chú. Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang đồng ý. Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý luôn. Còn chú Quỳnh Linh chắc chắn là chú đồng ý cho con vào rồi đó. Con đánh cái trống cơm á, chú thấy cái tay con cũng nhuần nhuyễn đó, chứ đưa cô Đoan Trang không biết cô có đánh được không. Cô Đoan Trang chắc đánh trống chầu. Không biết là cô có biết cái trống cơm là cái trống như thế nào không nữa cơ. Bài này là bài cô đã đoạt được huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1998. Nói như vậy là để cho cô Đoan Trang cô nhắc lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô ấy mà hồi nãy cô ngại cô không dám nói. Nhưng mà mẹ con kể rồi. Mẹ con kể rồi. Mẹ con kể làm sao? Mẹ con kể là hồi xưa mẹ cô Đoan Trang trên cái trường giới cầu quên đây nè. Thì mẹ con nói là cô Đoan Trang có hát cái bài vỗ cái trống cơm. Vậy chứ mẹ con vậy có kể. Mẹ con giỏi quánh luôn. Tâm lý của cô chưa? Trời ơi, ta nói cái người khiêm tốn không cần phải nói gì hết trơn để cho người khác nói vậy. Cô Trang ơi, cô Trang giờ vậy nè ha. Bây giờ cô Trang hát lại cái bài này đi, hát lại một đoạn đi được không ạ? Nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô Trang đó. 2, 3, vô. Đi đâu rất xa em về, em về vỗ cái trống cơm. Ca dao bao năm lưu truyền, khen người chiếc cơm á, dỗ sai cho nên là quên lời. Cô Trang có nhiều lý do lắm cũng sao đâu. Con nghĩ cô đang trai hát hay không? Hay cũng hay à. Mẹ con kể là cô cũng hay nhưng không bằng con đúng không? Ý là cô Đoan Trang hát hay không bằng con đúng không? Dạ không, chú ạ, cô Đoan Trang hát hay. Mẹ con kể là ngày xưa cô Đoan Trang hát cái bài này đó hả? Hả? Chứ mẹ con có kể là ngày xưa chú cũng có hát bài này không? Nữa hả? Mẹ con có kể không? Dạ không. Chú đâu có hát đâu mà kể.